Vâng, thưa tất cả các anh chị và các bạn, và thật hôm nay tôi cũng rất xúc động khi được biết là có một sân chơi âm nhạc có những điểm mạnh, những kỷ niệm về những giai điệu rất là đẹp, với những lời thơ rất là đẹp của các nhạc sĩ một thời tiền chiến của thời điểm xưa. Tôi cũng là một người yêu thích khi có thể làm một công việc âm nhạc khác, nhưng tôi cũng rất yêu thích tình khúc. Và hôm nay nhân ngày năm mới đến với Lan Chi, đến với quán nhạc xưa Lan Sinh, tôi muốn gửi đến các bạn nhạc của cố nhạc sĩ Phạm Duy với tiêu đề là Bao giờ biết thương thương.